Năm 2021 là năm của sự quyết tâm cao độ và vào cuộc mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã được cấp ủy tỉnh cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, là kim chỉ nan định hướng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế ổn định, thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nên ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết, Thái Bình đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng, mang tính đột phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 6,68%, xếp thứ 14 cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ 2, thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn hơn cả nhiệm kỳ 2015-2020, xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố, thu ngân sách lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Sau kỳ Đại hội Đảng bộ Thái Bình năm 2020, với cái đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng lực và có tinh thần trách nhiệm rất là cao, thì cái việc mà đổi mới trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp, thì Thái Bình chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Cái sự tin tưởng của người dân, của doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương thì nâng lên rất là cao. Hai nữa là nó thể hiện được cái tinh thần cũng như ý chí của cái người dân, của doanh nghiệp Thái Bình là sẽ quyết tâm, sẽ vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để mà đưa cái sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Thái Bình chúng ta thực hiện được cái mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Thái Bình chúng ta có được hình ảnh và diện mạo như hiện nay thì cho rằng cái vai trò lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ Thái Bình, đặc biệt là cái đưa nghị quyết đại hội của tỉnh vào kinh phát triển kinh tế, nó thể hiện bằng các con số và các chỉ tiêu hàng năm mà chúng ta đã có, đặc biệt là các cái xuất hiện nhiều các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và cái sức hút đầu tư của Thái Bình trong nhiều năm nay vào Thái Bình, để chứng tỏ rằng cái vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế của Thái Bình trong những năm qua đó đã tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế Bình, trong đó có doanh nghiệp chúng tôi. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định một trong ba đột phá trong nhiệm kỳ này đó là xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Sau một thời gian ngắn vừa tích cực giải phóng mặt bằng, vừa đầu tư hạ tầng cùng với quyết tâm đổi mới, thay đổi phương pháp và cách thức tiếp cận đầu tư, đặc biệt là với các nhà đầu tư lớn, tăng cường quảng bá và xúc tiến đầu tư, nỗ lực cải cách hành chính, Thái Bình đã thu hút được 540 triệu USD vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, mở ra một giai đoạn mới, đưa Thái Bình trở thành một điểm đến mới, hấp dẫn của các nhà đầu tư. Khu công nghiệp Liên Hà Thái là khu công nghiệp trọng điểm tiên phong của tỉnh Thái Bình. Vì vậy đã được sự quan tâm chỉ đạo rất là sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi cùng với lại lãnh đạo tỉnh đã kết nối vào rất nhiều cơ quan khác nhau để ở cấp trung ương, giống như đại sứ quán, như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại để tìm kiếm các cái thông tin của các cái nhà đầu tư lớn. Chúng tôi cũng kết nối với các cái cơ quan đại diện của các cái nước đã từng đầu tư tại Việt Nam và nhiều cái tổ chức khác cũng đã từng về thăm tỉnh Thái Bình và về thăm khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ngoài ra chúng tôi có thêm những cái kênh các cái nhà đầu tư đã từng hợp tác với chúng tôi ở những dự án khác hoặc là đã từng đầu tư ở Việt Nam, và chúng tôi cũng tìm hiểu nhu cầu của họ, mong muốn của họ, và chúng tôi cũng tìm cách để đưa họ về với Thái Bình và đưa họ về với Liên Hà Thái. Và trên thực tế thì chúng ta cũng đã thành công được 4 dự án lớn. Cánh cửa năm 2022 đã rộng mở với những tín hiệu lạc quan với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Những định hướng, chủ trương đúng, giải pháp phù hợp, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm bản lề với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Minh chứng rõ nhất là ngay trong những ngày đầu năm mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất kinh doanh. 3 dự án trong khu công nghiệp Liên Hà Thái với tổng vốn đầu tư 240 triệu USD và nhà máy chế biến thực phẩm sạch Thái Bình, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ vốn đầu tư 620 tỷ đồng và một số dự án khác được khởi công động thổ. Đây là những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hiện thực hóa cam kết của nhà đầu tư triển khai dự án trên thực địa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, tạo tiền đề để tỉnh Thái Bình bứt phá trong những năm tới. Năm 2022
sẽ là một năm mà các doanh nghiệp là phải vào cuộc một cách rất là tích cực. Ngay từ đầu năm, những ngày đầu tháng đầu của năm mới là các doanh nghiệp là phải đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh. Năm nay phải tăng trưởng gấp 2, gấp 3 lần để bù lại cho cái khó khăn của năm trước. Đặc biệt là năm nay thì các doanh nghiệp là phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh, với các cấp, các ngành để thu hút các cái nhà đầu tư vào đầu tư Thái Bình, nhất là trong cái khu kinh tế mà chúng ta bây giờ đang làm một cách rất là tích cực để nhiều nhà đầu tư tranh thủ trong cái lúc này là các nhà đầu tư có thể tham gia vào. Thì đây là một cái cơ hội cho Thái Bình. Nếu như mà chúng ta không có một cái cơ chế chính sách tốt thu hút vào thì các cái nhà đầu tư nó sẽ chuyển đi tỉnh khác hoặc là chuyển đi các nước khác. Thì đây là một trong những cái. Vậy thì muốn mà năm nay tăng trưởng mạnh hơn, phát triển tốt hơn nữa, thì cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi, ngoài cái nỗ lực của doanh nghiệp thì chúng tôi rất là mong muốn được kiến nghị đối với tỉnh là có cái cơ chế chính sách nó phù hợp. Thứ nhất đấy, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Với những cái thuận lợi trong cái cơ hội đầu tư của tỉnh như thế thì công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cũng đã tận dụng những cái cơ hội này để phát triển, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022 thì công ty sẽ mở rộng và phát triển dự kiến từ 15 đến 20%. Thế cụ thể là tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Còn mở rộng xây dựng nhà máy mới thì công ty sẽ xây dựng tại huyện Tiền Hải và sau đó thì đến huyện Hưng Hà. Hiện tại ở nhà máy 5 thì có 84 dây chuyền sản xuất, thì tương đương với lại trên 20% là của tổng công ty. Thì với cái quy mô sản xuất hiện tại ở nhà máy 5 thì công ty cũng đang mở rộng khu vực nhà kho, nhà xưởng và tiếp tục mở rộng tại huyện Kiến Sương, tăng lên khoảng 20% trong năm 2022. Thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, các huyện, thành phố cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trọng tâm là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn. Để thực hiện được cái nhiệm vụ năm 2022 thì huyện Quỳnh Phụ sẽ tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và tạo các cái điều kiện thủ tục về đất đai, về các cái thủ tục khác cho các doanh nghiệp, và chúng tôi sẽ cùng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ cho doanh nghiệp các khó khăn để làm sao ấy mà thu hút được đầu tư về nhiều nhất. Và rất là vinh dự và phấn khởi cho huyện Quỳnh Phụ đã được tỉnh chọn dự án mà tập đoàn TH Chumil đầu tư vào Quỳnh Trang nhà máy chế biến thực phẩm. Đó là những vinh dự và những cái mà dự án rất lớn để có thể tiêu thụ được sản phẩm trên quê hương Quỳnh Phụ của chúng tôi. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban nhân huyện đã triển khai các cái nhiệm vụ, các giải pháp để tập trung và thu hút đầu tư trong các lĩnh vực, và đã phân rõ trách nhiệm của từng cấp và từng ngành trong cái việc mà triển khai cái việc thu hút đầu tư vào địa bàn của huyện. Đặc một số lĩnh vực như lĩnh vực nông nghiệp thì trên cơ sở cái thế mạnh về nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt một số cái lĩnh vực mà có những sản phẩm đặc sản đặc thù, những cái đặc trưng từng vùng trên địa bàn huyện Kiến Sương, chúng tôi tập trung thu hút vào một số cái lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp, ví dụ như là triển khai các cái quy tích tụ ruộng đất các cái vùng sản xuất lúa chất lượng cao, đem lại cái giá trị kinh tế cao và đem lại cái lợi nhuận cho người dân. Sang năm 2022 xác định là nhiệm vụ trọng tâm vẫn là cái phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, thì huyện đã thành lập ban chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất, và chúng tôi đã triển khai bắt đầu ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2022 là đã tổ chức họp với các cái cơ quan đoàn thể và chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện cùng với lại cái chuẩn bị sẵn sàng các phương án bố trí nguồn vốn để sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng. Và với cái tinh thần chỉ đạo của huyện về cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ thì chúng tôi phấn đấu là nếu có cái dự án được năm 2022 này, khi công nghiệp Hải Lăng được tỉnh phê duyệt, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì chúng tôi sẽ sớm
bàn giao tập trung lực lượng để giải phóng mặt bằng, để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Những kết quả đạt được ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với điểm nhấn là khu kinh tế Thái Bình đang có những doanh nghiệp tầm cỡ, uy tín triển khai các dự án thực sự, các tuyến giao thông kết nối đang khẩn trương được đầu tư, xây dựng giúp Thái Bình vươn lên mạnh mẽ, tự tin khẳng định vị thế đồng hành với các tỉnh trong khu vực và bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước. Các nhà đầu tư và mỗi người dân Thái Bình đều rất phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà. Tuy nhiên thì tổng diện tích là có trên 500 hecta thôi. Thế nhưng đến bây giờ đã nhường khoảng độ 480 hecta rồi. Chiếm là 3/4 số cái diện tích mà chuyển vào cái khu công nghiệp. Thì đây là một vấn đề là thay đổi về mọi vấn đề là rất lớn đối với Tuy Liên. Nhưng mà chúng tôi cho rằng gì, làm được vấn đề này thì có vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, lòng cốt của cán bộ đảng viên. Đảng viên đi trước là nước theo sau. Tất cả các những đồng chí đảng viên đều tham gia, đều nhận thức được vấn đề này. Đấy, động viên bà con anh em là tập trung. Thế thì chúng tôi thấy rằng gì, cái nhận thức này là tạo điều kiện là gì, cho mai sau đời sống của hy sinh một bước để cho đời sống bà con nông dân sau này nó khá đi. Ở Thái Bình thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng chỉ trong 1 năm, 2 năm nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái đổi thay. Thứ nhất là những nhà đầu tư họ về đây, những cái nhà thầu về đây và chúng ta sẽ thu được thêm các cái phần thuế của các cái doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng đầu tư. Thứ hai nữa là trong năm 2022 thì các nhà máy cũng bắt đầu đi vào hoạt động, đi vào khai thác, đi vào sản xuất. Chính vậy là chúng ta cũng sẽ giúp cho được là để tuyển dụng được các cái lực lượng lao động tại địa phương. Chúng ta sẽ giúp được các cái dịch vụ phát triển. Rồi ngoài ra thì đời sống xã hội cũng như các cái dịch vụ tiện ích khác nó cũng sẽ được gia tăng. Rất nhiều nhà đầu tư cũng đã quan tâm đến những cái đời sống tinh thần cao hơn, giống như là những cái bệnh viện có chất lượng cao, những cái sân golf hay là những cái tổ hợp vui chơi để cho con em của nhà đầu tư nước ngoài họ đến Việt Nam, họ có thể sử dụng cái dịch vụ của họ coi như họ đang sống ở nước của họ để họ yên tâm công tác. Chúng tôi là những người dân và cũng là những người đảng viên thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi và mong muốn làm sao Thái Bình lúc phát triển càng ngày càng mạnh và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dân coi như là sẽ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới. Khởi đầu năm 2022 với nhiều dự cảm tốt đẹp chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh để toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bứt phá vươn lên và giành được nhiều thành công hơn nữa, tạo đà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.